Tôi làm cho bạn các câu 4 cho 1. Câu này được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tại Hà Nội năm học 2021-2022. Đề như sau. Cho 22,62 gam hỗn hợp gồm có 4 chất là NaOH, Na2CO3, CaCO3 và ClOH lần. Tác dụng hết với dung dịch HCl dư. Sau vẫn chúng ta thu được khí CO2. Em tính cho thầy mol CO2 bằng 0,15 mol. NaCl bao nhiêu? 18,72 chia cho 0,32. Rồi, bây giờ chúng ta có các phương trình cho nó tới dư đúng không ạ? Bài này em ghi phương trình cũng được mà ghi sơ đồ cũng được. Rồi, về phương trình thì ở đây chúng ta có tất cả là 4 phương trình nhé. Từ từ xử lý thôi. Kinh nghiệm khi chúng ta làm hóa học là chúng ta chừa khoảng trống, biết đâu chúng ta đặt bom vào sẽ làm được. Tiếp tục Na2CO3. Rồi, bây giờ để cho chúng ta như sau. Ở đây để cho có những thứ gì rồi thì em hãy ráp vào thì chúng ta sẽ suy luận được. Để ở đây cho chúng ta có bao nhiêu dữ kiện em ơi? Mấy dữ kiện đây? Một này. Hai này và bao nhiêu? Ba. Yêu cầu chúng ta tính khối lượng của CaCl2. Rồi xử lý như sau. Nghe kỹ. Khối lượng này là 22,62 gam. HCl chưa biết. NaCl có rồi 0,32. CO2 có rồi 0,15. Và yêu cầu chúng ta là tính thằng này đây. Rồi. Bạn xử lý bài toán này như thế nào? Đó. Đây chỉ cho như vậy thôi. Theo thầy thì bài này chúng ta có thể là để ẩn, chúng ta làm bình thường cũng được không sao cả. Ở khi đó chúng ta sẽ cố gắng ghép ẩn. Hiểu vấn đề không? Thử nha. Thầy dùng phương án các bạn A, B, C, D thì có biểu thức đầu tiên là 22,62 A, 2B, B, đây là C, đây là D, đây là C. Và bạn nghe thầy phân tích đề đây. Chúng ta có tất cả là 4 phương trình. Mình gọi số mol của các chất trong hợp ban đầu là A, B, C, D mol. Cái đích đến cuối cùng của bài toán này đó là M. M chúng ta sẽ bằng khối lượng của CaCl2 và bằng 40 cộng 71 là 111 đúng không em? Nhân cho C cộng D. Hiểu vấn đề không em ơi? Giống như cái bài toán bữa hôm trước của chúng ta với CO2 thì chúng ta tìm CO2 bộ đổ bội gộp lại thì bây giờ chúng ta sẽ tìm C cộng D là một ẩn. Cái đó mình dùng phương pháp gọi là ghép ẩn. Hiểu vấn đề không em ơi? Như vậy để điều đó thì chúng ta sẽ đi từ dễ đến khó. Như vậy em sẽ có này, đầu tiên em có mol NaCl sẽ bằng A cộng 2B, mình đi từ dễ nhất đến khó nhất 0,32.
Bon CO2 là bằng B cộng C. Nếu em chọn phương án này thì em sẽ cố gắng đều theo nó. Tức là bây giờ ta không tìm mà ẩn riêng nữa mà ẩn chung C cộng D. Còn trong hỗn hợp này, khối lượng của hỗn hợp ở đây người ta cho là hỗn hợp XH. Không có, mình ghi khối lượng hỗn hợp là được rồi. Khối lượng hỗn hợp cho tại đây NaOH bao nhiêu? 40A Na2C3 106B một trăm bảy tư rồi. Bây giờ theo các bạn chúng ta làm như thế nào thì kinh nghiệm cho thấy như sau. Nghe này, kinh nghiệm cho thấy là trong bài toán này chúng ta có ba bộ. Thứ nhất là C cộng D, bộ thứ hai là A cộng 2B và bộ thứ ba là B cộng C. Và chúng ta cố gắng biến về đúng như vậy là được. Được chưa em nhỉ? Cái hiểu vấn đề không bạn ơi? Từ đây chúng ta có C cộng D này là bằng M chia cho 111. Rồi, bây giờ chúng ta dễ thêm. Bây giờ biến đổi về đó như thế đó cho thầy đi. Ở đây mình thấy này, ở đây mấu chốt là nằm ở chỗ A. A chúng ta đang tự do. Như vậy A chúng ta sẽ tách thành 40. 40A. Ở đây B, B chúng ta là có 2B, 2B thì chúng ta tách thành 80B. Thì khi đó mình đưa 40 ra thử số chung thì nó về biểu thức này, hiểu vấn đề không ạ? Mình dùng phương pháp ghép bẩn em nha. Như vậy thằng đi 106B đây 80B thì còn phải đây 26B không em ơi? Kỳ vấn đề không ạ? Cái phương pháp này là phương pháp cực kỳ bá đạo đấy em, không phải đơn giản đâu. Bây giờ mà ở đây B chúng ta đã xong rồi đúng không? Giờ đến C này. Để được B cộng C bằng 0,15 thì ở đây mình có 26B thì bên này phải 26C không? Hiểu vấn đề không em ơi? Mà tổng chúng ta bao nhiêu C? Tổng chúng ta bao nhiêu C? 100C đúng không? 100C thì nó còn lại phải là 74C không? Gì nữa? Cộng 74D và bằng 2262. Khi đó em sẽ có đúng ở ba bộ kia là xong. Hết rồi đó. Tại đó là bước ngoặt của trận đấu là xong rồi đó. 40 nhân cho A cộng cho 2B. Khớp rồi nè. 26 nhân cho B cộng C. 74 nhân cho C cộng D thay thế đây luôn. M chia 111 bằng 22,62. Để cho em. Ta làm từ từ đi ha. Nhanh quá mấy đứa nó không hiểu. Rồi, ráp cùng lúc luôn, đi cùng nhau đi. 40 nhân cho 0,32 cộng 26 nhân cho B cộng C 0,15 cộng 74 nhân cho M trên 111. Đây là phương pháp ghép bẩn em nha. Bữa trước mình có triết lý trong cái bài toán hữu cơ rồi. 22,62. Đó. Từ đây tính cho thầy M bằng bao nhiêu? Nó lại đoạn này nè em nhìn nha. Ở đây chúng ta có ở đây này, hiểu này, ở đây chúng ta nhìn thấy A tự do này, thấy không? A tự do thấy không? Thì cứ nghĩa là 40A thì giữ nguyên lại không thay đổi này, hiểu chưa? Để mình được biểu thức là gì? A cộng 2B thì đây 40 thì phải đây phải 80 không? Mà tổng đây là 106 đúng không? Đây 80 thì đây còn lại 26 đúng không em? Rồi cái đoạn này mình xử lý xong rồi nè. Mày để được B cộng C bằng 0,15 thì đây 26B thì đây phải 26C, khi đó mới trả về đây được, thì vấn đề không? Mở đây 100C, mở đây 26 rồi, 100 trừ 26 thì thằng này còn 74C, hiểu vấn đề không em ơi?
Vì cái đó D chúng ta tự do thì D chúng ta là 74D. Thế thôi. Khi đó mình đưa đưa cái số giống nhau ra ngoài, khi đó mình còn lại là biểu thức ở trên, nó giống như ở trên. Được chưa nào? Hiểu. Cho có thêm đó không? Bao nhiêu? Cho có thêm đó. 8,91 gram. Rồi. Rồi các bạn có ý kiến gì về cái làm của thầy không? Hai hai phẩy sáu hai, tính như đúng em nha, mắc công sai á, 0,15 đúng. Bạn nào coi nó trong ở bài này nó có đáp số là bao nhiêu? Mày tính là cái mày mang tính chết, ta thấy đáp án người ta cho khác nhau này. Trời ơi, bố láo. 74 mà con ghi số 4 à? Thế ta tra thử trên mạng nó làm bằng cách nào nha. Mình phải tôn trọng những người đi trước. Còn cách làm của thầy này là cách làm bá đạo. Mình suy luận theo kiểu đơn giản thôi, không có gì phức tạp cả. Anh em có đều vẫn giải được ta. Người ta giải khác mình em ơi. Bảo toàn tài liệu luôn. Mình chả bảo toàn giấy, mình làm theo phương pháp toán học bằng phương pháp ghép. Đây là lời giải khác chúng ta coi thử. Nhưng mà không thấy rõ thì bỏ luôn đi. Ta coi thử người ta làm bằng cách nào nha. Em thấy trên mạng người ta làm giống nhau hay không? Giống nhau hay không? Ai cũng làm giống nhau, riêng mình khác. Cách của thầy các bạn có hiểu không? Các bạn có hiểu không? Để giảng lại. Rồi nghe là nó lại này, nghe kỹ nha. Bài này á, nếu mà mình gặp cái tình huống như thế này này. Ở đây chúng ta đề cho chúng ta có tất cả là 3 dữ kiện. Đúng không? 3 dữ kiện. Đó là gì? 2262 032 015 được cho em. M ở đây đều yêu cầu chúng ta tính M. M thực chất là khối lượng của CaCl2 thôi. Như vậy để tính được khối lượng CaCl2 thì chúng ta sẽ biết là lấy M lớn nhân mol. M lớn là 111 nhân cho C cộng D. Ở trong bài toán này như thầy đã đặt câu hỏi đầu tiên cho bạn đó là bài này chúng ta có 3 dữ kiện M4 ẩn thì chúng ta sẽ không giải ra được A, B, C, D. Hiểu vấn đề không? Không giải ra được thì chúng ta sẽ dùng phương pháp ghép ẩn. Ghép ẩn thì chúng ta hiểu như thế này. Ghép ẩn thì tại sao thầy không đi từ hỗn hợp ban đầu trước? Lý do là như thế này. Thằng nào tự do thì mình cho nó trước đi. NaCl trước này. NaCl tự do này. CO2 tự do này, hiểu vấn đề không? Rồi. Như vậy bởi vì mấy thằng này tự do và cái nó là số mol thì cái hệ số hắn nó sẽ là nhỏ. Và khối lượng hỗn hợp này là nó sẽ chứa các bốn ẩn A, B, C, D. Hiểu vấn đề không bạn ơi? Và nhiệm vụ của thầy là gì? Dựa vào cái biểu thức này này. Dựa vào cái biểu thức này này. Dựa vào biểu thức này. Dựa biểu thức này. Em sẽ cố gắng nó biến về có hệ gì? Chúng ta sẽ biến về nó có hệ ẩn ẩn kép. Tức là chúng ta sẽ biến về dạng A cộng 2B, B cộng C và C cộng D. Nếu em làm được điều đó thì em sẽ giải ra M được. Đó là mấu chốt. Và theo theo đánh giá của thầy thì đây là cách có thể là tối ưu nhất trong mọi cách rồi, không có cách nào tốt hơn nữa đâu. Có ý kiến gì nữa không? Thanh thầy ý kiến gì không? Ý kiến gì Hương ơi? Ừ, vậy thôi ngay. Như vậy bài này tôi sẽ phép dừng lại tại đây.
Rồi. Tí nữa thầy gửi cái đề tiếp theo cho các bạn làm. Rồi chúng ta làm đây để hôm sau thầy dạy cho dễ. Bye bye nha.